bốn vị khán giả phải có thử thách như sau: dùng hơi của mình thổi những cái găng tay của nhãn hàng găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn, và trong vòng 1 phút ai mà thổi to nhất người đó sẽ giành chiến thắng. 3, 2, 1 bắt đầu. Hết giờ. Chúng ta đã chọn ra 2 vị khán giả rất khéo léo và thổi được những găng tay rất là to như thế này. Và bây giờ xin mời 2 phần quà: nhãn hàng găng tay cao su hợp thành nâng niu đôi tay bạn và Việt Coco tinh hoa dừa Việt. Cảm ơn 2 vị khán giả. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.